Bi ơi, ta mở cửa, chú là người sửa máy tính này, ta mở cửa chú nào. Cô Bi ơi, tay chú bận rồi. Cô Bi mở cửa chú mấy. Ok. Cảm ơn cô Bi nha. Ok. Cô Bi à, muốn xem chú bao máy tính hả? Cô Bi cầm lấy mũ của hiểm rồi chú cất cho chú ấy. Ok. Cô Bi muốn xem chú sửa máy tính hả? Ngồi ngoan xem chú sửa nha. Ok. Cô Bi có muốn làm thợ sửa máy tính không? Cô Bi, xong rồi, tôi bật lên nha. Để chúng cắm điện rồi này. Cắm điện lên nha. Đây. Cắm điện lên. À, máy tính lên rồi, cô Bi ơi. Cô Bi muốn cảm ơn chú hả? Thế là cô Bi ngồi đây nha. Ngồi đây để chú xem phần mềm máy tính nha. Ở đây chơi với chú này. Để chú khởi động lên xem nào.
cô Bi à? Cô Bi muốn cho chú uống sữa hả? Cảm ơn cô Bi nhá. Chú lớn rồi, chú uống sữa đâu? Chú cho cô Bi uống sữa nhá, để chú làm nốt cái việc đã nhá. À, cảm ơn cô Bi. À, cô Bi muốn cảm ơn chú sửa máy tính cho cô Bi đúng không? À, cô Bi uống đi rồi để chú làm việc nha. Ok. Rồi uống rồi chú làm cái việc này. Cô Bi muốn xem chú làm việc không? Ô cô Bi, cô Bi uống sữa xong hả? Cô Bi có muốn ngồi xuống đây ngồi cùng chú sửa máy tính không? Như đây nào, như đây, hai cái. Ồ, cảm ơn chú hả? Cảm ơn chú sửa máy tính hả? Thế thì ngồi đây xem nó sửa nhá, ngồi đây, ngồi đây ngồi, ngồi đây, ngồi xem chú sửa máy tính này. Này. Chú sửa một tí nữa là xong thôi, nha. Cảm ơn cô Bi nhá. Đây. Để chú bóc quýt chú với cô Bi cùng ăn nhá. À. Đây, chú bóc ra chú với cô Bi cùng ăn nào. Thế thì Trang đâu cô Bi? Cô Bi, chú hỏi này. Cô Bi có biết số điện thoại của chị Trang không? No. Cô Bi trên có gì thì... Vì này số điện thoại của chị Trang chú nhé. Đây cho cô Bi này. Chú cũng ăn nha. Ngọt quá. Cảm ơn cô Bi nhá. Đấy, chú cho cô Bi nhá. Thế chị Trang hôm nay đi đâu rồi? Chị Trang không có nhà đúng không? Có một mình cô Bi ở nhà hả? Cô Bi giỏi quá. Cô Bi ăn đây. Chú ăn nhé. Chị gửi nhé, cho chị gửi nhé. Rồi em xin. Rồi cái gì nếu mà có hư lại thì chị gọi em nhé. Vâng, nếu mà chị cứ dùng đi, nếu mà một thời gian có hỏng hóc thì chị gọi em đến em.